Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình tạp chí Ngân hàng phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, tỷ giá biến động nhanh, tỷ giá biến động mạnh là những cụm từ được nhắc tới nhiều nhất trong nửa đầu năm nay và đặc biệt là trong tuần vừa qua. Tính từ đầu năm đến nay, tỷ giá đã biến động tới 2%, nằm ngoài dự đoán của nhiều doanh nghiệp và giới tài chính ngân hàng. Động thái này đã ảnh hưởng như thế nào tới các doanh nghiệp xuất khẩu và đâu là giải pháp giúp cho các doanh nghiệp nhập khẩu ứng phó tốt với biến động tỷ giá? Chuyên đề tạp chí Ngân hàng tuần này với chủ đề Doanh nghiệp nhập khẩu ứng phó với biến động tỷ giá sẽ đề cập tới những vấn đề trên. Mời quý vị cùng theo dõi. Và trước tiên, mời quý vị cùng nhìn lại diễn biến về tỷ giá từ đầu năm cho tới nay qua phần tổng hợp ngay sau đây. 2,1 đến 2,2% là mức biến động tăng của tỷ giá tính tới ngày 27 tháng 7 năm 2018 so với chốt phiên giao dịch cuối năm 2017, tương đương với mức tăng trên 480 đồng trên một đô la Mỹ. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước ghi nhận mức tăng trên 1%. Chỉ tính riêng trong 2 tháng gần đây, từ ngày 30 tháng 5 tới nay, tỷ giá đã tăng 425 đồng trên 1 đô la Mỹ, tương đương với mức tăng 1,6 đến 1,8%. Trong những tháng đầu năm nay, tỷ giá đã có 4 lần nổi sóng, lần thứ nhất vào cuối tháng 3, lần thứ hai vào cuối tháng 5 và hai lần biến động mạnh nhất là vào tuần đầu tiên và tuần cuối cùng của tháng 7. Trong đó, bước sóng lớn nhất vào ngày 23-24 tháng 7, khi các ngân hàng thương mại nâng tỷ giá mua bán thêm trên 200 đồng một đô la Mỹ, tương đương với mức tăng 1%. Giá bán tại các ngân hàng thương mại đã có thời điểm lên tới 23.315 đồng một đô la Mỹ, mức cao nhất trong nhiều năm qua. Sâu vào cái này thì tôi thấy cho rằng là cái việc mà điều chỉnh tăng tỷ giá như vậy, thứ nhất là nó cũng tương đối là bất ngờ đối với thị trường, và thứ hai là nó khi mà bản thân là ngân hàng nhà nước vừa điều chỉnh tăng giá và sau đó ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng theo, thì nó cái phản ứng tức thời như vậy nó thể hiện là cái tâm lý nương theo nhiều hơn của ngân hàng thương mại, thuận theo cái xu hướng điều chỉnh tăng giá lên, tăng giá bán ra của ngân hàng nhà nước, thay vì là họ đang có sự thiếu hụt cung cầu thực tế thật sự buộc họ phải tăng giá bán ra để họ hút tiền đồng về, hút tiền đô về ngân hàng họ. Thì cái này là nó thể hiện là cái tâm lý và cái phản ứng nương theo thôi, chứ nó chưa phải phản ánh cái diễn biến về cung cầu thực tế trên thị trường. Lý giải về động thái ngân hàng nhà nước tăng giá mua bán tỷ giá đô la Mỹ tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, kéo theo đó là sự tăng nhanh của tỷ giá tại các ngân hàng thương mại, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, khi thị trường ngoại tệ có thiếu hụt cục bộ về ngoại tệ và chịu áp lực từ yếu tố tâm lý kỳ vọng, việc can thiệp ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước đã bổ sung một lượng ngoại tệ nhất định cho thị trường, giúp cho khả năng cung ứng ngoại tệ cho khách hàng của các tổ chức tín dụng tốt hơn. Do đó, Ngân hàng Nhà nước nâng giá bán tại Sở Giao dịch để tỷ giá thị trường diễn biến phù hợp hơn với tình hình thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời đảm bảo sẵn sàng hỗ trợ thị trường tại mức tỷ giá hợp lý nhất. Diễn biến giảm giá của đồng nhân dân tệ có lẽ cũng là đã ảnh hưởng phần nào đến cái quyết định của Ngân hàng Nhà nước trong cái việc nâng giá bán lên. Có nghĩa là Ngân hàng Nhà nước có thể để sẵn một cái kịch bản là nhân dân tệ có thể giảm giá thêm, và do đó Việt Nam đồng có thể cũng phải điều chỉnh một cái biên độ linh hoạt hơn, thay vì chúng ta chỉ kỳ vọng một cái mức mất giá cố định sẵn là 2% trong năm nay, thì có thể sẽ chuẩn bị kịch bản cho các cái mức mất giá cao hơn một chút. Trong điều hành, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp công cụ chính sách tiền tệ để thực hiện các mục tiêu, trong đó tiếp tục điều hành tỷ giá linh hoạt phù hợp với tình hình thị trường trong và ngoài nước, phối hợp với các công cụ khác và sẵn sàng bán ngoại tệ khi cần thiết để ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Theo dự báo của giới phân tích, tỷ giá sẽ tăng khoảng 3% thay vì mức 2% như dự báo trước đó. Vâng, thưa quý vị, theo chia sẻ của nhiều doanh nghiệp, thông thường tỷ giá sẽ có hai đợt biến động tăng vào tháng 9 và tháng 12 hàng năm. Tuy nhiên thì năm nay tỷ giá biến động có nhiều bất thường khi tăng mạnh trong những ngày gần đây. Nhiều dự tính của doanh nghiệp nhập khẩu bị ảnh hưởng không nhỏ vì sự biến động bất thường này của tỷ giá. Phóng sự sau sẽ đề cập tới vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Là một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, khách hàng VIP của doanh nghiệp chính là tập đoàn toàn cầu Electrolux. Đại diện doanh nghiệp Feroli khá quan ngại khi tỷ giá biến động tăng nhanh trong thời gian vừa qua. Đại diện doanh nghiệp cho biết, đợt điều chỉnh tỷ giá lần này là đợt biến động hết sức bất thường, khác với quy luật hàng năm, làm cho doanh nghiệp hết sức lo lắng. Đợt tăng này bất thường nên dẫn tới sự lo lắng hết sức của doanh nghiệp, bởi vì không hiểu là nguyên nhân gì đã gây ra đợt tăng tỷ giá này. Nên là chúng tôi vô cùng lo lắng. Ảnh hưởng tới doanh nghiệp chúng tôi thì gồm có việc tăng tỷ giá này sẽ làm tăng tỷ giá, tăng giá thành sản phẩm. Về xem xét thì hợp đồng đã được ký 3 đến 5 năm,
thì về cái việc chấm dứt hợp đồng là không có, nhưng vì cái vấn đề giá bán, giá mua của họ tăng thì lập tức họ sẽ phải điều chỉnh giá bán tăng, và giá bán tăng sẽ ảnh hưởng tới nhu cầu sức bán trên thị trường. Và trong trường hợp này, ví dụ năm nay họ đã ký khoảng 30-50.000 sản phẩm, thế nhưng mà khi họ không tiêu thụ được thì có thể sẽ bị giảm rất là nhiều. Tính tới thời điểm hiện tại, đồng đô la Mỹ đã tăng trên 2% so với cuối năm 2017. Riêng trong tuần vừa qua, tỷ giá cũng đã tăng tới 1%. Giá thành sản phẩm cho đến chi phí xúc tiến thương mại đều gia tăng, từ đó làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Mục tiêu năm 2018 có thể bị suy giảm theo. Thì đối với các doanh nghiệp mà nhập khẩu như chúng tôi gặp rất nhiều bất lợi. Và tỷ giá tăng sẽ dẫn đến rằng là cái giá thành, cái tiền, tiền mà chúng tôi chuyển đi qua ngân hàng đều là tính bằng ngoại tệ, thì dẫn đến là giá thành của chúng tôi tăng. Và thậm chí là khi giá thành, khi mà cái tỷ giá tăng, nó ảnh hưởng đến cả tiền vận chuyển và các cái dịch vụ đi kèm của chúng tôi, bởi vì mọi cái liên quan đến hàng hóa nhập khẩu thì đều phải thanh toán bằng ngoại tệ. Thì vô hình chung là chúng tôi đang là tăng giá đối với khách, và điều đó sẽ tạo ra một cái hệ lụy là rất nhiều khách hàng đang bị tăng giá, và chúng tôi sẽ mất cái sự cạnh tranh với các đối thủ ở các nước bạn. Và đặc biệt nữa là chúng tôi cũng sẽ bị các khách hàng cũng sẽ ngần ngại để ký được những cái hợp đồng lâu dài do tỷ giá ngoại tệ nó có sự biến động mạnh. Theo dự kiến, tỷ giá trong năm 2018 sẽ biến động 3% thay vì 2% như dự báo trước đó. Mức biến động này cũng nằm ngoài kỳ vọng của nhiều doanh nghiệp nhập khẩu. Thì khi mà tỷ giá tăng cao như vậy thì rõ ràng là cái là gây bất lợi cho họ, bởi vì họ đôi khi họ không thể điều chỉnh giá trong nước tương ứng, hoặc là các cái hợp đồng mà đã chốt ký với cả các đối tác thì không thể điều chỉnh giá bán tăng lên tương ứng được. Chính vì thế mà rõ ràng là cái bất lợi ở đây là đối với các doanh nghiệp nhập khẩu. Thì tôi nghĩ rằng là bản thân các doanh nghiệp nhập khẩu trong bối cảnh hiện nay, nếu như mà họ ngay từ đầu năm họ không có cái kế hoạch chủ bị và đưa cái rủi ro tỷ giá vào trong cái phương án kinh doanh của họ ấy, thì có lẽ là thời điểm này là họ sẽ bị động. Và có thể đây cũng sẽ là cái kinh nghiệm cho đối với các doanh nghiệp nhập khẩu trong tương lai, khi mà họ đặt ra kế hoạch đầu năm, họ sẽ phải đặt ra những cái rủi ro, trong đó rủi ro tỷ giá là một trong những cái rủi ro mà ảnh hưởng trọng yếu tới hoạt động kinh doanh của họ. Hiện nay, đồng nhân dân tệ vẫn tiếp tục giảm giá mạnh. Việc biến động của tỷ giá trong nước là điều khó tránh khỏi. Chính vì vậy, nếu như tỷ giá trong năm nay vì một cú sốc nào đó biến động tới 4-5%, thì rõ ràng doanh nghiệp thiếu chuẩn bị cũng sẽ phải đối mặt với rủi ro tỷ giá lớn hơn. Nếu không có công cụ dự phòng rủi ro tỷ giá, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với nhiều tổn thất nếu tỷ giá biến động mạnh. Thế nên việc tìm kiếm các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tỷ giá là điều mà nhiều doanh nghiệp đã và đang tính đến. Phóng sự sau sẽ đề cập đến một số giải pháp giúp các doanh nghiệp nhập khẩu ứng phó với những biến động của tỷ giá. Nhập khẩu mỗi năm gần 25 triệu đô la Mỹ nguyên liệu sản xuất, mỗi bước tăng giảm của tỷ giá đều được doanh nghiệp tính toán hết sức cẩn thận. Dù tỷ giá đã tăng nhanh khoảng 1,6% từ giữa tháng 6 đến nay, nhưng doanh nghiệp cho biết mức tăng này đã được doanh nghiệp tính toán dự phòng ngay từ khi lập kế hoạch đầu năm. Nhờ chủ động nên hoạt động sản xuất kinh doanh tạm thời chưa bị tác động nhiều. Thấp, cao, một cái mức độ mà nó không lớn thì doanh nghiệp cũng phải tính toán chứ cả. Nhưng nếu như nó có biến động 2-3%, tất nhiên doanh nghiệp phải tính toán. Phải có các cái quỹ dự phòng của doanh nghiệp, thì dự phòng rủi ro, thì các cái dự phòng tài chính, những cái dự phòng ấy, nhưng mà để tức là cái công cụ mà để tức là chống đỡ cái chính lượng giá, tức là tỷ giá nó đột biến, mà đột biến nó không giữ, nó dừng thì nó lại khác, nhưng mà nó về ngay là mình là nguy hiểm. Cho nên ai rơi vào cái thời điểm này là sẽ tức là khó chống đỡ, thì buộc doanh nghiệp phải có những cái công cụ để ứng phó với nó. Mỗi tháng nhập khẩu gần 1,3 triệu đô la Mỹ nguyên liệu, doanh nghiệp ước tính có thể lỗ mất 500 triệu đồng do chênh lệch tỷ giá. Tuy nhiên, thiệt hại đã giảm một nửa nhờ doanh nghiệp sử dụng thư tín dụng trả chậm, có thể thanh toán ngay. Sau khi ký hợp đồng, ngân hàng sẽ thay doanh nghiệp trả tiền cho khách hàng bằng ngoại tệ. Thay vì trả ngân hàng bằng ngoại tệ như bình thường, số tiền này sẽ được quy đổi ra tiền Việt. Doanh nghiệp nhận nợ bằng tiền Việt. Vì thế đến kỳ trả nợ, dù tỷ giá tăng hay giảm, doanh nghiệp cũng không cần quan tâm. Bình thường ra ấy, thì chúng tôi thứ nhất trả chậm, thì có nghĩa là đến cái thời điểm mà một tháng sau thì chúng tôi họ mới thanh toán TLC và thanh toán tôi phải mua ngoại tệ tại thời điểm đó là giá lên cao rồi để mà trả đến nước ngoài, thì ngân hàng có thể thanh toán ngay cái lúc cái thời điểm tỷ giá chưa tăng.
Đấy, và chúng tôi nhận nợ bằng cái tiền Việt tỷ giá lúc bây giờ, và chúng tôi hoàn toàn có thể là gì, là có thể là thanh toán sau một tháng, hoặc thanh toán ngay, hoặc thanh toán lúc nào đấy, chúng tôi có tư thành rất linh hoạt cho ngân hàng, để mà có thể là tùy vào cái tư vấn của ngân hàng và cái tính toán của chúng tôi để làm sao ấy, để đỡ được cái rủi ro về tỷ giá khi thanh toán của ngân hàng. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại từ tỷ giá, các chuyên gia cũng cho rằng doanh nghiệp nhập khẩu không thể chủ quan. Hiện nhiều ngân hàng đã cung cấp các hợp đồng mua bán ngoại tệ kỳ hạn. Doanh nghiệp có thể tính toán thời điểm nhập hàng trong tương lai để chọn mua ngoại tệ trước cho phù hợp. Bây giờ tôi biết là một vài ngân hàng bắt đầu có các thứ nghiệp vụ liên quan đến mua bán kỳ hạn đô la Mỹ. Ví dụ như từ đầu năm họ mua từ thời điểm đầu năm, fix cái giá cố định từ đầu năm, và đến khi nào giao họ cần thì sẽ là lúc ấy mới là giao đô la Mỹ chẳng hạn. Thì các cái nghiệp vụ khi mà phòng ngừa rủi ro tỷ giá như vậy thì các cái nghiệp vụ liên quan đến mua kỳ hạn nó sẽ rất là phát huy tác dụng ở đây. Tất nhiên là các doanh nghiệp nhập khẩu tôi nghĩ rằng là họ không có động cơ để mà kiếm lợi nhuận từ cái việc mà phòng vệ như vậy, nhưng mà cái khả năng để đảm bảo, để giảm thiểu rủi ro trong những trường hợp biến động tỷ giá như thế này tôi nghĩ sẽ là rất hữu ích và là kinh nghiệm để cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp nhập khẩu họ có cái kế hoạch nó chuẩn bị được hết các rủi ro đó trong tương lai hơn. Một phương án khác mà doanh nghiệp cần tính toán đó là mở rộng thị trường xuất khẩu hàng ra nước ngoài, vừa tăng doanh thu vừa giúp doanh nghiệp có nguồn thu ngoại tệ, cân đối với số tiền bỏ ra để nhập nguyên liệu. Trong hơn 15 năm kinh doanh, tôi đã gặp rất là nhiều các cái lần biến động tỷ giá. Và nhờ sự dẫn dắt tốt của Ngân hàng Nhà nước thì tất cả các doanh nghiệp và sau đó thì tỷ giá đều đã được bình ổn và các doanh nghiệp không bị ảnh hưởng quá nhiều trong vấn đề kinh doanh. Năm nay tôi cũng hy vọng Ngân hàng Nhà nước sớm đưa ra một báo cáo phân tích lý do vì sao cho cái đợt biến động tỷ giá bất thường này và giải pháp của Ngân hàng Nhà nước để làm sao mà giải quyết triệt để cái vấn đề tỷ giá tăng bất thường. Tôi cũng có cái mong muốn là Ngân hàng Nhà nước sẽ có cái chính sách làm sao đó để ổn định được tỷ giá, để tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ như chúng tôi ổn định được giá cả trên thị trường và làm thương hiệu được tốt hơn. Có những cái chính sách hỗ trợ ưu đãi về lãi suất để làm sao thúc đẩy nhiều hơn nữa các doanh nghiệp xuất khẩu để tạo ra cái cơ hội, nhưng cũng cái thách thức nhưng cũng chính là cái cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu có thể nâng được tỷ trọng xuất khẩu được nhiều hơn trong quý 3 và quý 4 năm 2018. Mà ở Việt Nam còn có các cái mục tiêu khác ngoài mục tiêu hỗ trợ xuất khẩu, đó là ổn định kinh tế vĩ mô, đó là kiềm chế lạm phát. Vì thế chúng ta cũng không nhất thiết phải nhân dân tệ phá giá bao nhiêu, chúng ta cũng phải chạy theo để phá giá từng đó. Mà chúng ở đây nhà điều hành, cái nghệ thuật của nhà điều hành là họ sẽ phải cân đối xem mức nào là đủ và mức nào là không gây quá nhiều rủi ro đối với kinh tế vĩ mô trong nước. Thì tôi nghĩ rằng là từ cái việc dịch chuyển cái kỳ vọng của Ngân hàng Nhà nước, họ sẵn sàng để cho tỷ giá biến động một cái mức độ, cái biên rộng hơn và linh hoạt hơn, điều tiết mọi yếu tố thị trường nhiều hơn, thay vì là cứ cố gắng làm mọi cách để đạt được một cái mục tiêu cố định sẵn từ đầu năm, mà bây giờ bối cảnh thế giới nó đã thay đổi khác so với cả cái thời điểm chúng ta hoạch định mục tiêu đấy rồi. Những giải pháp vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tạp chí Ngân hàng tuần này. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.